Chào mừng các bạn đến với kênh tin tức cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế của Auto Việt Nam. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua một số thông tin, tin tức rất nóng của thị trường ô tô trong nước với những tin chính sau đây. Theo Zing.vn, Mazda 6 2020 ra mắt tại Việt Nam, chưa có giá bán đối đầu với Toyota Camry. Và để đến với tin tức đầu tiên, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất được cập nhật về thị trường ô tô xe máy trong nước và quốc tế. Xin cảm ơn! Phiên bản nâng cấp của Mazda 6 vừa được giới thiệu tại Việt Nam với những sự thay đổi cả ngoại thất và nội thất, giúp xe tăng thêm sức cạnh tranh với các đối thủ. Mazda vừa vén màn mẫu sedan hạng D Mazda 6 2020 tại thị trường Việt Nam. Ở phiên bản Philip này, Mazda 6 được nâng cấp ở cả ngoại thất lẫn nội thất. Tổng thể kiểu dáng của Mazda 6 2020 vẫn dựa trên nền tảng ngôn ngữ Kodo, kiểu thiết kế đã làm nên sự thành công của Mazda trong những năm gần đây. Xe có các số đo kích thước dài rộng cao lần lượt là 4.865mm, 1.840mm và 1.450mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.830mm, khoảng sàn gầm là 165mm. Ở phía trước, phần đầu xe được thay đổi nhẹ so với đời trước, mang đến vẻ thể thao và sang trọng hơn. Lưới đạn nhiệt vẫn giữ nguyên tạo hình của đời trước, nhưng các nan ngang ở bên trong được thay đổi sang dạng vân tổ ong. Đèn pha sắc cạnh được vuốt lên cao tạo hình nét hầm hố. Bên trong họa tiết đèn cũng được thay đổi. Mẫu sedan hạng D của Mazda được trang bị hệ thống đèn pha thích ứng với 20 bóng LED nhỏ bên trong, tăng hiệu quả chiếu sáng. Mazda 6 2020 sở hữu bộ mâm hợp kim nhôm 10 chấu với kích thước 17 inch trên bản động cơ 2.0 lít và 19 inch cho bản động cơ 2.5 lít. Ở phía sau, đèn hậu dạng LED vẫn được giữ thiết kế cũ nhưng được thay đổi họa tiết bắt mắt hơn. Điểm nhấn là thanh chrome nối liền cụm đèn hậu, góp phần tạo cái nhìn sang trọng cho chiếc xe. Ở bên trong, nội thất Mazda 6 2020 được bọc chất liệu da Nappa và ốp gỗ. Các trang bị bên trong gồm hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect với màn hình cảm ứng TFT 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh cao cấp đến từ Bose và màn hình HUD. Các tiện ích nổi bật của Mazda 6 2020 như hàng ghế trước có tính năng làm mát, sạc không dây, rèm che nắng kính sau. Mazda 6 2020 tại Việt Nam có hai phiên bản động cơ. Đầu tiên là động cơ Skyactiv G 2.0 lít sản sinh công suất 154 mã lực tại 6.000 vòng trên 1 phút và mô men xoắn 200 Nm tại 4.000 vòng trên phút. Còn lại là động cơ Skyactiv G 2.5 lít sản sinh công suất 188 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn đạt 252 Nm tại 4.000 vòng trên 1 phút. Cả hai phiên bản động cơ đều đi kèm dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp số. Xe có mức tiêu hao nhiên liệu trên đường hỗn hợp vào khoảng 6,55 lít cho 100 km đối với bản 2.0 lít và 6,89 lít cho 100 km đối với bản 2.5 lít. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên Mazda 6 gồm 6 túi khí, cảm biến trước và sau, camera lùi. Phiên bản cao cấp sẽ đi kèm gói Eyes Active Sense, bao gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, kiểm soát hành trình sử dụng radar, cảnh báo va chạm, hỗ trợ phanh thông minh chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo người lái mất tập trung. Công nghệ đáng chú ý nhất trên Mazda 6 2020 là GVC Plus. GVC Plus giúp kiểm soát gia tốc của xe thông qua động cơ và phanh, qua đó xe vận hành êm ái và an toàn hơn. Mazda 6 2020 được phân phối ở tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản Luxury Premium sử dụng động cơ 2.0L và Signature Premium sử dụng động cơ 2.5L. Mức giá của mẫu sedan hạng D chưa được tiết lộ, nhiều khả năng sẽ tăng so với thế hệ cũ. Mazda 6 thế hệ hiện hành đang được phân phối với 3 phiên bản đi kèm với mức giá từ 819 triệu đồng đến 1 tỷ 019 triệu đồng. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của Mazda 6 là Toyota Camry đang có mức giá là 1 tỷ 029 tới 1 tỷ 235 triệu đồng. Vừa rồi là cập nhật tin tức thị trường ô tô xe máy trong nước cũng như là quốc tế của Auto Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video clip này của chúng tôi. Nếu có bất kỳ đóng góp ý kiến nào, xin vui lòng comment bình luận ở phần phía bên dưới video clip.
Nếu như các bạn cảm thấy những video clip của chúng tôi có nhiều thông tin và bổ ích thì đừng quên bấm like và share video clip. Nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhấn nút đăng ký theo dõi ngay bây giờ để chúng ta nhận được những video clip mới nhất với các trang tin tức đánh giá xe cũ xe mới của Auto Việt Nam nhé. Còn bây giờ xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.